Yay, xin chào tất cả các bạn, tôi đã lâu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với Dark Souls Remastered. Như các bạn biết thì ở video trước chúng ta vừa mới hạ gục được Iron Golem và đến được khu vực này là Anor Londo. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng cố gắng giết được con trùm, hay nói đúng hơn là hai con trùm của khu vực này. Việc đầu tiên các bạn muốn làm, thật ra chúng ta có thể khám phá khu bên kia, nhưng mà khu bên kia thì gần như là cuối game, còn khu bên này thì phần mở đầu, và như mình cũng có đề cập ở video trước, cũng không có nhiều việc đáng chú ý lắm. Việc mà các bạn muốn làm là đáng lẽ là mình nên leo lên cái đĩa, cái sàn này trước khi nó hạ xuống, nhưng mà hơi trễ rồi. Vì sao thì từ bonfire, nếu mà các bạn đi thẳng, chúng ta sẽ đến được thang máy này, và xuống dưới thì mình sẽ cố đến được chỗ của cái cầu thang di chuyển, cầu thang di động gần gần giống như vậy, bằng cách đi xuống dưới này và rẽ ra ngoài đây. Ở đây thì như các bạn thấy ở phía xa một con gargoyle, và con gargoyle này cũng gần giống như con trùm mà chúng ta gặp ở trong Undead Parish, cũng tương đối dễ. Và nếu mà các bạn chặt đứt đuôi của nó thì oh my god. Wow. Ok, nếu mà các bạn chặt đứt đuôi của nó như thế này, mà không giết chết nó thì không chừng chúng ta cũng có thể có được món vũ khí mà nó đang cầm. Nhưng mà ở đây may mắn là mình có được cái Gargoyle Helmet, cũng được, cũng xịn. Và thật ra là mình quên là một việc đáng lẽ là chúng ta sẽ cần nâng cấp cái bonfire mà mình ngồi nghỉ ở Anor Londo này lên thành cấp 3 để mình có thể cầm đến 20 lần uống Estus Flask. Nhưng mà nha, quên mất hiu. Vì sao thì sau khi hạ được được con Gargoyle rồi đấy, các bạn có thể đi xuống khu dưới, không nhầm nhầm xin lỗi, đi xuống dưới đây không đến được chỗ nào cả. Hình như mình nhớ là ở góc nào đấy sẽ có một món đồ, hay nhớ sai nhỉ, từ từ đợi xíu, cái gì đây, hết hồn. Ok, nếu mình đi sang bên đây, ở đâu đây sẽ có một món đồ nào đấy. Ok. Ở đây chúng ta kiếm được một cục Demon Titanite. Này, nếu mà bạn nào muốn nâng cấp mấy vũ khí được đổi ra từ những linh hồn của trùm thì viên Titanite vừa rồi cũng giúp ích được phần nào. Nhưng mà dù sao thì đáng lẽ là mình không nên phí thời gian đi xuống chỗ đấy, thật là phiền. Sau khi lấy xong cục Demon Titanite này đấy rồi, các bạn có thể quay lên lại phần mở đầu của khu vực này, đi xuống phía dưới lúc hồi nãy chúng ta đánh con Gargoyle, và đi qua bên này. Nhầm, đi qua bên này chứ, xin lỗi, đi xuống dưới đây. Ồ, như vậy là đáng lẽ hồi nãy mình có thể đi thẳng từ đây qua đây lên trên đây được rồi, chứ không cần đi ngược lại như thế này, thiệt là khùng. Ok, các bạn sẽ muốn đi theo đường này lên khu vực phía trên. Như nãy mình nói, nguyên phần mà mình đang làm ở đây chủ yếu là để đến được chỗ cầu thang di chuyển, cầu thang xoay. Và sau khi các bạn vào đây, rẽ sang bên trái sẽ có một đứa nhảy xuống như thế này, và ở phía bên kia sẽ có thêm một đứa nữa như thế này. Né. Ở phía cuối kia là chỗ mà chúng ta muốn đến cái cửa. Ở đây thì các bạn cũng thấy một phần cái cửa đấy. Và rớt đồ không đùa. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ leo lên cầu thang này và đi dọc lên cái này, gọi là mấy thanh xà ở khu vực này, để đi về phía bờ bên kia. Hơi nguy hiểm nhưng mà nha, không có lựa chọn khác. Tới đây thì vẫn ổn. Phía xa thì tụi nó sẽ bắt đầu ném dao nếu mình tới gần hơn tí. No. Ok. Nếu mà các bạn nhìn xuống phía dưới thì sẽ thấy được đây đây cây đèn chùm này có một món đồ, hình như là một cái phép thì phải, mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà các bạn đánh ở đây thì cây đèn chùm sẽ rớt xuống, và lần tới khi mà chúng ta xuống khu vực bên dưới thì mình cũng có thể lượm món đồ đấy. Hiện tại thì mình không có nhu cầu nên chúng ta sẽ bỏ qua. Tiếp theo thì như nãy mình nói, chúng ta cũng sẽ cùng cố gắng đến được khu vực cái cửa kia mà vẫn giữ mạng của mình như này. Xong qua đây, xong qua đây. Ôi trời,
ôi 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 hồi máu tí. Ok, ở một khoảnh khắc nào đấy thì mình tưởng là chúng ta đã rơi xuống và chết luôn rồi. Hên mà việc đấy không xảy ra. Dù sao thì sau khi đến được bờ bên này rồi thì mọi việc tương đối đơn giản khi mà các bạn có thể đi xuống dưới đây. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể đi qua bờ bên kia để mở cái rương kia. Mình thấy rất là phiền cho nên chắc là sẽ không làm như vậy đâu. Ở dưới đây còn có một đứa này nè. Mình quên mất đường này dẫn ra đâu. Hiu. Đường này là để đi xuống. Ok. Như vậy thì tạm thời mình sẽ bỏ qua khu vực này, ít nhất là trong video ngày hôm nay. Và thay vào đó chúng ta cũng sẽ cùng đi ngang qua tấm màn này để ra được khu vực rộng lớn hơn tí, dễ thở hơn tí là bên ngoài. Và vì các bạn muốn làm ở đây khi tương tác với cái cầu thang này là mình nhớ đầu tiên là một vòng như thế này để cái này hạ xuống tầng thứ hai, và lúc đấy thì chúng ta có thể vào được một cái bonfire phòng trường hợp mà vì lý do nào đấy mình chết thì ít nhất là chúng ta cũng có thể quay lại một cách dễ dàng hơn. Oh my god, hạ xuống. Ok. Quên mất là có thêm một con gargoyle ở đây. Và ở đây thì chúng ta có được thêm một con một món trang bị nữa là gargoyle shield, cùng với đó là cái gargoyle helm mà mình cũng đã có được sau khi hạ gục được con trùm ở Undead Parish. Và như ở đây chính là chỗ mà như vậy là mình có thể quay trở về chỗ kia và mở cái bonfire hay sao đấy, cũng được cũng được. Như mình nói hồi nãy, mình sẽ đẩy cái cần này thêm một lần nữa để chúng ta đến được chỗ của bonfire ở giữa giữa khu vực Anadondo, để phòng trường hợp xảy ra thì mình không cần đi lại quá nhiều. Hình như không phải đây mà bên kia mới đúng. Hình như không phải bên kia mà bên đây mới đúng. Ủa nhầm anh ơi, cái này là để đi xuống phía dưới. Oh no bro. Như vậy là cần hạ thêm một cái nữa. À không không không, như vậy là sẽ cần đi xuống cầu thang phía dưới như thế này. Man. Như vậy là ở tầng thứ ba, là tầng tầng thứ tầng âm 3 chứ không phải tầng 3. Oh well. Ok, đây chính là cái bonfire mà nãy mình có nhắc tới. Mình không nghĩ là mình sẽ ngồi nghỉ ở đây. Thật ra ngồi nghỉ ở đây chứ nhỉ. Ngồi nghỉ ở đây thì ngồi nghỉ ở đây không, ngồi nghỉ ở đây cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta cũng sẽ gọi là cũng đã hạ gục được những con quái vật cần hạ gục rồi, và mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ quay về khu vực khởi đầu của Anolondo nữa. Nhưng mà rồi rốt cuộc thì cái bonfire này cũng chưa được kindle, cũng chưa được nâng cấp, cho nên việc ngồi ở đây cũng không giúp ích được gì cho mình khi mà số lần uống Estus Flask của mình cũng sẽ chỉ ở mức 12 mà thôi. Dù sao thì sau khi kích hoạt được cái bọn phạt, khoan khoan khoan, từ từ, vẫn sẽ cần ngồi chứ nha. Bởi vì nếu mà không ngồi thì nếu mà chết chúng ta sẽ quay trở về cái bonfire ban đầu. Bài học từ video số 0. Mình vẫn quên mất, mình đã quên mất nhầm. Video số 1 chứ nhà mình, series này không có video số 0. Dù sao thì sau khi ngồi nghỉ ở đây chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại cái thang máy này và đưa nó lên một tí bằng việc xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng lên sảnh chính, hoặc ít nhất là cố gắng lên sảnh chính của khu vực này để gặp Ornstein và Smough. Như này. Bên đây. Ok. Và
Hiện tại thì như các bạn thấy sảnh chính cũng đang đóng rồi và hiện tại chúng ta cũng không thể nào vào thẳng được nên mình sẽ cùng với các bạn khám phá từ từ. Để này thì dễ nhìn hơn ha. Mình sẽ đi qua bên đây, leo lên trên đây, đi qua bên đây, leo xuống dưới đây và đi lên trên kia. Sơ sơ là như vậy, hơi rườm rà nhưng mà cũng tương đối đơn giản. Như các bạn thấy thì ở phía trước mặt mình, đi lên nữa thì các bạn sẽ thấy sẽ có vài con khổng lồ đá tương đối lớn, tương đối mạnh, và giết mấy con này cũng cũng được nhưng mà chắc là mình sẽ bỏ qua bởi vì phí thời gian và cũng không giúp được gì bao nhiêu, không giúp được bao nhiêu. Tạm thời có thể bỏ qua mấy đám này được, mình sẽ giết con này. Ôi! Con người đá có đi theo không? Không, con người đá không đi theo. Và tiện tay thì mình sẽ giết này luôn bởi vì tại what the hell? Nó rành con. Hơi lóng ngóng tí nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã giết được hai con này. Ở dưới đây cả bên trái và bên phải đều sẽ có hai con tương tự và tụi nó đứng gần thì cũng không có gì đặc biệt lắm nhưng mà nếu mà các bạn đi đủ xa thì tụi nó sẽ phóng tia sét khá là phiền, nên nếu mà các bạn có thể giết được tụi nó ngay thời điểm này thì sẽ tiện hơn tương đối. Các bạn thấy là có một số mũi tên khổng lồ đang được bắn từ phía trên, thì đây là hai đứa Black Knight khác và vì các bạn muốn làm và mình không biết là các bạn muốn làm gì nhưng mà chắc chắn sẽ không phải là để bị dính tên từ hai đứa này. Ok, chiến thuật là như thế nào? Mình sẽ cố gắng chạy lên chỗ của con đang bắn tên ở bên phải càng nhanh càng tốt và trong lúc đấy thì con bên trái cũng sẽ bắn, nhưng mà may mắn hoặc không may mắn thì chúng ta có thể kiếm được một chỗ nào đấy để mà những mũi tên của nó không đến được chỗ của mình. Ok, cứ vậy đi ha. Chỗ này chạy cũng được, chỗ này thì không quá hiểm trở như chỗ Black Tower cho nên cũng cũng ổn. Ok, né. Né vào này. Ui trời ơi, những góc đó mà nó vẫn bắn được, không thua. Ok, cần tới hai hit mới có thể đánh chết được nó. Ai hơi phiền. Và bây giờ Estus của mình cũng chỉ còn cái chín mà thôi, thật là khủng khiếp. Ok, nhưng mà dù sao thì sau khi vượt qua được con cặp cung đấy, chúng ta sẽ vào được khu vực gần như là tòa nhà chính. Tòa nhà chính, giờ đây cũng có thể gọi là tòa nhà chính của Anolondro. Ở đây có hai cửa thì trước sau gì thì mình cũng sẽ mở tất cả các cửa ở trong khu vực này mà thôi. Việc đầu tiên các bạn muốn làm là tương tác với Night Solaire trong căn phòng này. Ok, và sau khi nói chuyện xong với ổng thì chúng ta có thể mở cái bonfire ở đây. Cái bonfire này thì mình nghĩ là mình cũng có thể nâng cấp luôn nên yeah, tại sao không? Và như vậy thì mình cũng có thể sạc lại với cái Estus Flash mà mình đang cần. Ba lần chứ hả? Một. Thêm cái nữa. Và một cái nữa. À, ấy, xịn rồi. Tiện đây thì mình cũng sẽ nâng cấp nhân vật luôn bởi vì tại sao không, đủ điểm để nâng điểm strength lên thành 28. Mình không nghĩ là muscle item ở trong túi của mình đủ nhiều để chúng ta có thể đủ điều kiện lên cấp thêm một lần nữa cho nên là bỏ qua. Sau khi nói chuyện và tương tác xong với Night Solaire thì các bạn có thể qua bên đây và gặp được một kiểu nhân vật mới. Đây là Silver Knight. Phóng ta. Silver Knight hay sao đấy. Tụi này thì cũng gần giống như Black Knight, có thể là trâu hơn tí nhưng mà không ảnh hưởng khi mà chúng ta đang có Black Knight Halberd này. Sau khi các bạn xong, sau khi các bạn hạ gục xong thằng này rồi thì trong cái rương này chúng ta sẽ có thể lấy được ba Sunlight Medal. Món đồ không có gì quá quan trọng nhưng mà nha, sao không được. Ở dưới đây sẽ có thêm một đứa nữa, và thằng kia. Cũng được. Và bên đây góc này có cái rương không? No, không có. Ok, không sao. Như mình nói, chúng ta sẽ khám phá tất cả các phòng ở trong khu vực này bởi vì mình không nhớ là những căn phòng này sẽ dẫn tới đâu. Mình nhớ đường chính nhưng mà mình không nhớ những phòng xung quanh đấy thì sẽ dẫn đến những chỗ nào. À,
Căn phòng này thì thẳng nhìn khối chỉ đặc biệt, nhưng nếu các bạn tương tác với cái lò sưởi này thì chúng ta sẽ vào được một khu vực khác cũng tương đối xịn. Ở dưới đây thì không có con quái vật nào gọi là chủ động tấn công các bạn, nhưng mà sẽ có hai đứa mimic là hai cái rương giả ấy. Và việc các bạn muốn làm là tấn công tụi nó trước. Những cái rương nào có dây xích xoay ra ngoài như thế này đều sẽ là rương giả, và các bạn có thể làm như thế này. Occult Club, ok cũng được. Và đứa thứ hai, hai rương này là hai rương thật, ok không sao. Ở đây thì chúng ta sẽ có được Dragon Tooth là vũ khí của Havel, và cùng với đấy là bộ giáp của Havel. Đây là khiên của Havel, còn bên đây sẽ là bộ giáp của Havel. Đấy, thêm đây nữa. Thật sự thắc mắc là tại sao nó lại để tới 4 cái rương thay vì chỉ cần là 2 hoặc thậm chí là 1 thôi. Nhưng mà ủa, con có mimic còn lại đâu nhờ. Dạ không chừng mình nhớ sai, không chừng là trong đây chỉ có một con mimic mà thôi. Ok, sau khi khám phá xong căn phòng này rồi thì các bạn có thể đi leo lên ngược lại và đi tiếp tục qua chỗ khác. Hồi nãy là mình đi từ chỗ này, Solaire là bên này, và bên ngoài thì hình như không có gì cả. Từ từ để mình xem lại xíu. Mình đi từ bên ngoài mà không? No, không phải đi từ bên ngoài. Giờ bên ngoài thật sự không có gì. Ok, chúng ta sẽ đi vào trong. Và mình nghĩ là sẽ lên lại cầu thang. Chắc là như thế, bởi vì hình như là không còn đường nào cả. Nếu mà các bạn lên phần giữa cầu thang này thì các bạn cũng sẽ thấy được khu vực tiếp theo mà chúng ta cần đến. Đây chính là khu vực tiếp theo mà chúng ta cần đến. Và hiện tại thì mình có thể nhảy xuống dưới đáy luôn, nhưng mà chắc là chúng ta cũng sẽ cùng khám phá khu vực này một tí. Ở bên đây thì sẽ cho chúng ta nhìn được khu vực ở phía dưới. Và như các bạn thấy thì có một đứa Silver Knight đang đứng canh chỗ này. Tí nữa thì mình cũng sẽ xuống gặp nó luôn. Còn hiện tại thì mở cái này ra để đánh con Silver Knight này. Ôi! Cái cây này lúc ngắn lúc dài thật là khủng khiếp. Gậy như ý. Đùa. Ở dưới kia sẽ có một con Demon Type 9 nữa. Mình không nghĩ là mình sẽ tương tác với nó trong video này, bởi vì rốt cuộc thì hình như nó cũng không canh gì đặc biệt, và mình cũng không có nhu cầu farm Demon Type 9, cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua vậy. Vì sao thì sau khi đến được đây, các bạn có thể tương tác với cái rương này và bị cạp, bởi vì đây là một con mimic. Nhưng mà thay vào đấy thì các bạn có thể làm như thế này. Ở trước sau gì thì cũng sẽ cần 3 đòn tấn công để giết được nó, cho nên không cần đánh mạnh ngay từ đầu. Một cái gold coil. Và bên đây sẽ là một con mimic khác thì phải. Một con mimic khác. Năm cái silver coil. Không phải coil mà là coin. Ở ngoài kia thì sẽ có một con Silver Knight cầm cung. Hiện tại nếu mà các bạn không đến quá gần thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta có thể mở cánh cửa bên trái. Và vào đây thì sẽ có thêm một đứa Silver Knight nữa đứng đợi mình ở... đứng đợi mình ở phía ở căn phòng tiếp theo. What the hell? Tiếng gì? Ok, mình không biết đó là tiếng gì, nhưng mà sẽ có một con Silver Knight đứng đợi mình ở căn phòng tiếp theo. Nó đứng ngay phía sau cái... ngay phía sau cái bình này, ngay ở chỗ bức tường này nè. Và các bạn có thể làm như thế này. Các bạn có thể làm như thế này và như thế này. What? Nó tự mở cửa luôn. Lần đầu tiên mình thấy được một con quái vật đủ khôn để có thể tự mở cửa. Wow, thật ra là chúng ta cũng đã thấy được một con Hollow tự đóng cửa ở Undead Parish, Undead Burg. Nhưng mà lúc đó thì mình ngưỡng là tụi nó chỉ có thể đóng cửa thôi, chứ không ngờ là tụi nó cũng có thể mở cửa. Ok, sao không được. Dù sao thì sau khi hạ gục được con Silver Knight đấy rồi, thì các bạn có thể đi ra ngoài để gặp con cầm cung kia, hoặc là các bạn có thể đi lên đây. Và mình không nhớ đi lên đây là đâu, nhưng mà bây giờ thì mình nhớ rồi. Nó ra khu vực lớn này. Vì các bạn muốn làm ở đây là đi qua khu tháp này trước. Không, thật ra giết con này trước, bởi vì cầm cung rất là phiền.
con kia có chạy ra không? Không. Chúng ta sẽ muốn đi vào khu vực kia trước. Tụi này là Black Knight chứ hả? Hay là tụi nó chắc là Silver Knight. Nãy giờ mà ánh sáng thì cũng hơi mờ tí, nhưng mà mình nghĩ đấy là Silver Knight chứ không phải Black Knight. Ok, ở đây thì chúng ta cũng đã gặp được người bạn cũ là anh bạn cứu hành, hoặc là cô bạn cứu hành, mình không biết. Dù sao thì bạn này lại gặp khó khăn nữa khi mà ở bên ngoài có rất nhiều quái vật canh. Và tương tự như hồi nãy, vì các bạn muốn làm, qua mình không biết là mình có thể đánh xuyên tường ở đây không. No, không ạ. Không được, không được, không được, không được, tường này quá dày. Vì các bạn muốn làm ở đây là sẽ có một con ở phía bên phải, các bạn thấy mà không nhỉ? Có cái kiếm à. Dạ. Vì các bạn muốn làm đây là như này. Ok, rồi sau đó chạy lại đây. Để tụi nó chạy theo. Tiếp theo thì khi mà vào đây, cái đứa bên phải sẽ chạy lại chỗ bạn trước nếu mà các bạn đi từ từ như này. Nên yeah. Ôi. Wait. Oh, the fame was a boy. Okay. Sau khi hạ gục được ba con Silver Knight ở đây thì các bạn có thể quay trở lại căn phòng trước để nói chuyện với Sigmire hoặc là Siegfried gì đấy, có được cái nhẫn, và cùng với đấy là tiếp tục dòng nhiệm vụ của nhân vật này. Khá là tiện. Dù sao thì ở đây chúng ta có thể mở cánh cửa này để tiếp tục. Và đây chính là cánh cửa mà các bạn thấy ở phần đầu. Mình không nghĩ là chúng ta sẽ cần đi ra chỗ đấy, mà thay vì vậy, chúng ta sẽ quay trở về khu vực cái sân rộng ở phía trên để vào gần như là chính điện của Anolando. Mình vẫn nghe cái tiếng bự, cái tiếng cái gì phang vào trong tường ấy. Ô, hình như đấy là tiếng của nhân vật thợ rèn khổng lồ. Ok. Như sao thì chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới này để đến được khu vực hồi nãy mà các bạn có thấy mình chỉ. Nếu mà hồi nãy là mình đứng ở trên kia và mình chỉ xuống, còn bây giờ thì chúng ta cũng đã xuống dưới đây. Ở trong căn phòng này thì nếu mà các bạn đi xuống, chúng ta sẽ gặp được hai con Silver Knight. Hai không nhỉ? Dạ, hai con Silver Knight mà mình cũng đã bên chúng ta cũng đã thấy được ở lầu trên. Wow. Oh. Đấy. Và thêm một đứa nữa ở dưới đây. Con này thì miễn là mình không lại gần thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà tại sao không? Ok. Và sau khi hạ gục được con Silver Knight ở đây thì chúng ta cũng có thể mở hai cái rương này ra, lấy được bộ giáp mà tụi nó đang mặc, rất là xịn sò. Thật ra cái này mà nhân vật mặc lên thì cũng không được đẹp như tụi nó đâu, nhưng không sao, có thể là sau này khi mà chỉ số của mình cao hơn tí thì mình sẽ cân nhắc thay đổi bộ giáp để mặc cái gì đấy đẹp hơn như thế này à. Và ở bên đây sẽ có thêm một đứa Silver. Quên mất, cái đấy chính là con Demon, Time Knight Demon. Tạm thời bỏ qua bởi vì như nãy mình nói không có nhu cầu. Đây chính là khu chính điện của Anolondo. Và ở phía bên kia thì sẽ là, quên, ở phía bên đây chứ hả? Ở phía bên đây sẽ là chỗ của hai con trùm. Và ở phía dưới, ở bên kia chứ, đúng rồi, ở bên kia thì các bạn sẽ thấy dấu hiệu triệu hồi của Night Solar. Và hiện tại thì trước sau gì thì các bạn cũng sẽ cần hạ gục hết đám quái vật ở trong khu vực này, nhưng mà trước đấy thì chúng ta cũng sẽ cùng làm vài chuyện. Đầu tiên là chạy ra ngoài đây. Bên đây không có đường mà không? Bên đây có đường. Wow, holy shit. Nhưng mà tạm thời mình sẽ bỏ qua, chứ sao mình sẽ đi ra ngoài đây trước. Nhảy xuống dưới đây, cẩn thận tí, cẩn thận tí. Các bạn sẽ muốn đi qua bên đây và rớt xuống phía dưới để lấy được món đồ. Oh, no. Oh shit. Ok, đấy là sai lầm của mình. Nhưng mà thật ra đáng lẽ game có thể giúp người chơi một tí bằng cách không gây quá nhiều. Mình sẽ chết ở đây.
game làm khó và mình cũng chơi ngu. Ồ, vậy dù sao thì mình sẽ cần làm lại nguyên cái đoạn vừa rồi. Chúng ta sẽ cần đi lại nguyên một đoạn xíu dài. Chỉ bởi vì mình muốn tiết kiệm tí thời gian, đáng lẽ chúng ta có thể đi xuống dưới và ok. Hồi nãy mình định nói là đáng lẽ chúng ta có thể đi xuống dưới và ở đấy thì sẽ có một cái cần để các bạn mở được cánh cửa chính. Và nếu hồi nãy mình làm như thế thì chúng ta chỉ cần bước vào cửa chính sau khi đã được mở mà thôi. Tại sao mình mất máu vậy? What the hell happened? Mình sẽ chết ở đây. Mình sẽ chết ở đây luôn. Thật sự sẽ chết ở đây luôn. Né ra, né ra, né ra. Hơi phiền. Bây giờ đi thì lại lo hơn lần đầu tiên. Oh my god. Ok. Lúc đó hết năng lượng và thêm một khoảnh khắc nữa mình nghĩ mình đã chết rồi. Vì sao thì ok, đi xuống dưới đây và ít nhất là bây giờ chúng ta cũng có thể, và thật ra hồi nãy mình hoàn toàn có thể hôn quật bầu về mà phải không? Oh my god, làm ra cái chuyện tào lao gì đâu không, chứ không cần đi nguyên đoạn dài như thế này. Thật sự là phẫn nộ. Kệ sớm được, không quan trọng. Chúng ta sẽ đi vào đây và quên, chúng ta sẽ đi qua bên đây hả? Ok, chắc là mình nhớ nhầm. Wow, ok, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giữa lại một lần nữa. Mình hy vọng là việc mình xài mấy cái Estus Flask vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu chùm sắp tới mà mình sẽ có với Ornstein và Smough. Oh my goodness. Ok. Nhưng mà thật sự thì kiểu gì mình vẫn, bây giờ thì tạm thời mình sẽ không đi qua bên kia nữa để ra bên ngoài, mà thay vào đó chúng ta sẽ cố giết hết mấy con quái vật ở đây, mở cánh cửa chính rồi có gì tính tiếp ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ muốn tương tác với từng thằng khổng lồ này. Wow. Ok. Không tương tác với từng đứa được thì có, thật ra tương tác với từng đứa được, thằng kia nó cũng không tới kịp. Ok, tấn công đi anh trai. Oh my goodness. Bây giờ thì nếu mà mình chạy quanh đây trước thì sao? Thật ra bên đây còn có một đứa Silver Knight xem sao đấy nữa và mình không muốn nó. Oh my goodness. Né qua. Mình không muốn nó làm phiền mình khi mình đang chiến đấu với tụi này, cho nên như vậy sẽ đỡ hơn. Mình có thể gọi Night Soler này ngay bây giờ nhưng mà chắc là không nên như thế. Oh no, còn một đứa nữa ở dưới. Ok. Ô, tụi này vẫn cố đi lên à. Dầu, ô, thằng kia nó rớt xuống rồi. Không đùa. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn tí khi mà khi mà mình có thể lao lên từ trên xuống như thế này. Và một khi mà tụi nó không đứng cả, oh my god, nó quấn vào cái khiên, không đùa. Ok, không sao, không sao, không sao.
Ok. Tốn quá nhiều sức lực, tốn quá nhiều thời gian không đáng tí nào cả. Vì sao thì để tránh nguyên cái đoạn vừa rồi xảy ra, chúng ta sẽ cố mở cánh cửa chính ở đây trước khi mình làm bất kỳ việc gì khác. Ok, bây giờ quay trở lại việc cũ. Việc hồi nãy mà mình định làm là đi ra phía bên ngoài lượm món vũ khí kia và mở vài cái shortcut à. Một, mở vài đường tắt hay sao đấy. Đấy, đầu tiên là đi lên đây. Và ra phía bên ngoài. Ở đây thì các bạn sẽ đi dọc đường này và thật sự không không nên họ ok, lần này thì mình rớt vô trong. Thật là khủng khiếp. Bây giờ thì sau khi các bạn lấy xong được cái Dragon Slayer Bow đấy rồi, chúng ta sẽ đi xuống bằng đường này. Ở dưới đây sẽ có một con và mình sẽ muốn có một đòn tấn công từ trên xuống như thế này. Hồi máu trước khi làm gì khác. Ok, ở bên đây chắc sẽ không có con nào ngoại trừ này. Đấy. Đáng lẽ là hồi nãy, bây giờ thật ra bởi vì mình rớt ra ngoài cho nên cũng khó mà khác được. Ở đây cánh cửa này có thể được mở không? Cánh cửa này có thể được mở luôn không? Đùa. Dù sao thì ở đây chúng ta sẽ gặp được một nhân vật NPC khác. Là mình không biết này gọi là gì nhưng mà như sao cũng được. Hiện tại thì chúng ta không cần tương tác với nhân vật này làm gì cả, nhưng mà mở ra cũng tốt và hy vọng là sau này nếu mà có việc thì mình sẽ quay trở lại đây. Ở phía trong, thật ra ở đây thì các bạn không thấy nhưng mà nếu mà các bạn nhìn thì ở phía trong sẽ có thêm một cái rương nữa mà các bạn có thể mở. Mình không biết là nếu mà không giết nhân vật này thì chúng ta có thể vào được cái rương đấy không, có thể tiếp cận được rương đấy không, nhưng mà tạm thời thì mình không nhớ trong đấy có gì, nhưng nếu mình không nhớ thì chắc là không quan trọng lắm đâu. Ok, và đấy là tất cả những gì mà các bạn có thể làm ở trong khu vực chính điện, ngoại trừ việc giết hang chùm. Và mình sẽ làm việc đấy ngay sau đây. Bây giờ mình chỉ còn có 10 10 lần uống của Estus Flask mà thôi, hy vọng rằng việc này sẽ không quá ảnh hưởng. Chúng ta cũng sẽ cùng gọi Night Solaire để giúp mình trong trận đấu chùm sắp tới. Thật ra một mình đánh cũng được, nhưng mà nếu mà có một nhân vật khác giống như trong trường hợp này là Night Solaire để thu hút sự chú ý của hàng trùm thì chắc là sẽ dễ hơn tí. Chiến thuật thì nếu mà bạn nào chơi Dark Souls cũng biết rồi, chúng ta sẽ cố gắng giết Ornstein trước và sau đấy thì khi mà Smoke ăn cái xác của Ornstein mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn bởi vì con trùm đấy tương đối chậm chạp rồi. Thằng đấy đâu rồi? What? Nó đây. Mình không biết tại sao. Ok, tại sao nó lại mất máu vậy? Là hồi nãy nó nhảy xuống. Đần độn. Ok, sớm được. Đấy, vào thôi. Nếu mình nhớ đúng thì Austin sẽ lao vào trước như thế này. Smoke ở đây luôn rồi. Cố gắng giết Austin trước. Tại sao nó lại né quanh đây nhỉ? Ok, có sẽ có một đoạn cắt cảnh. Tranh thủ hồi máu.
Hồi máu đã, ok, đó, như vậy là động tác hồi máu của mình vẫn được giữ nguyên. Ồ, né ra nôi. Né thêm tí nữa. Night Soleil vẫn đang làm tốt công việc của mình là thu hút sự chú ý của Small. Oh my god. Ok, hiệu ứng đó vẫn sẽ giữ nguyên trong vòng 1 giây sau khi được tung ra. Night Soleil ơi. Này, như các bạn thấy thì với việc có tới hai người tham gia vào trận đấu trùm này thì mọi chuyện rất rất ư là dễ dàng. Sẽ có một số bạn bình luận ở dưới là ôi chơi gì dễ quá đẹp ơi, các kiểu trời ơi chơi Dark Souls mà dưới này đùa. Thật ra mình không quan tâm lắm. Nhưng mình cũng có đề cập ở phần đầu video ấy, không phải phần đầu video mà phần đầu series ấy. Việc mà mình sở hữu được cây Black Knight Halberd ngay từ đầu sẽ làm game trở nên cực kỳ dễ dàng, và cái này mình không bao giờ phủ nhận. Nhưng mà nghe đây là cảm giác mới và đây là lần chơi mà mình sẽ chơi theo cách của mình, cho nên tại sao không. Vì sao thì ở đây các bạn có thể tương tác với cái bonfire này, tạm thời thì không cần nghỉ ở đây đâu, mà chúng ta sẽ đi vào gọi là căn phòng chính ở phía sau của Smoke và Ornstein để gặp được Guinevere. Và nếu các bạn tương tác với NPC này thì chúng ta cũng sẽ có được Lord Vessel, là món đồ mà mình gần như xem là quan trọng nhất ở trong game. Không phải là quan trọng nhất nhưng mà cũng trong số những món đồ quan trọng nhất. Món đồ này sẽ cho phép chúng ta quay trở về các bonfire mà mình đã từng tương tác. Không phải là bonfire nào thì mình cũng có thể tương tác được, nhưng mà nhe có cũng tự có như thế này sẽ giúp được tương đối nhiều. Nếu mà các bạn tiếp tục nói chuyện với Guinevere thì chúng ta cũng có thể vào hội của nhân vật này. Và nếu mà các bạn giết bằng cách là ném dao hay là bắn tên hay sao đấy thì chúng ta sẽ vào một trạng thái khác của Anolondo là Dark Anolondo, và như thế thì cũng sẽ có một số thay đổi so với bây giờ. Hình như là đám Silver Knight sẽ biến mất hay gì đấy, nhưng mà chắc để cho video tiếp theo lại để cho video tiếp theo vậy. Còn bây giờ thì với việc hạ gục được Ornstein, với việc hạ gục được Ornstein và Smoke, cùng với việc khám phá được phần lớn khu vực Anolondo, thì mình nghĩ đây cũng sẽ là kết thúc cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để cho mình biết phần bình luận ở dưới, mình sẽ đáp. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục xong là đặt dấu luôn. Xin chào.